trên cái quãng đường bà ấy đi ấy, ai nhìn vào chiếc xe này và nhìn vào gia đình đó thì cũng nghĩ uầy, phù thủy hay là phép thuật gì đó mà lại có thể ngồi trên một người phụ nữ cầm cái phần vô lăng ở kia điều khiển một chiếc xe không có cái sự bổ trợ, không có sự kéo của một cái con vật gì cả. Như ở thời điểm đó người ta nhìn vào chiếc xe này nó giống như kiểu bây giờ anh em mình nhìn vào kiểu tàu vũ trụ ấy. Có khi bây giờ mình nhìn vào tàu vũ trụ mình còn thấy nó đơn giản, chứ ở thời điểm đó mà nhìn vào một cái phương tiện chạy không có ngựa kéo, không có bò kéo các thứ, nó là một cái gì đó nó rất là kinh khủng. Thì thời điểm đấy khi bà chạy qua nơi nào thì nơi đó cũng coi như kiểu một cái phép thuật. Đấy là theo mình tìm hiểu vào lịch sử là như thế. Xin kính chào quý các bạn. Những điều điên rồ thì có thể sẽ thay đổi được những thứ rất lớn lao, và đó là một trong những cái câu nói có thể nói về cái sản phẩm mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Một chiếc xe có thể được coi là hình mẫu và là nguyên mẫu cho những chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc xe, nhiều người thì hay gọi đây là chiếc ô tô đầu tiên của thế giới, nhưng với mình thì nó chỉ là nguyên mẫu dành cho chiếc ô tô đầu tiên về sau này của thế giới thôi. Đây là chiếc xe chạy bằng động cơ đầu tiên của thế giới, Benz Patent 1886, năm ra đời của chiếc xe này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe có thể nói là lâu đời nhất trên thế giới, và cũng là chiếc xe mà rất hiếm khi chúng ta mới có cơ hội được đứng gần và nói về nó như thế này. Chắc là đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái nguồn gốc ra đời đi. Thì chiếc xe này được phát minh bởi ông Carpen, một nhà gọi là người ông tổ, chính xác gọi là ông tổ của ngành ô tô thế giới bây giờ, người đã sáng chế chiếc xe này. Và chiếc xe này các bạn có biết không, ở cái thời điểm năm 1886, tức là những cái năm cuối của thế kỷ 19 ấy, đúng không? Ở thế kỷ 19, chiếc xe này nó có mức giá loanh quanh vào khoảng 150 đô. Tính ra thời giá bây giờ thì nó vào khoảng cỡ hơn 5.000, tức là tính theo về gọi là quy đổi giá, khoảng hơn 5.000 đô thời điểm này. Còn ngày xưa là 150 đô cho chiếc xe này, chiếc xe đầu tiên chạy bằng động cơ. Và chiếc xe này các bạn cũng có thể nhìn thấy, bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn về cái phần động cơ. Trước anh em lùi đây, cái chiếc xe này ấy, trước khi nó được bày bán thì có một cái câu chuyện thế này rất là hay. Đó chính là vợ của ông Carpen là cái người sáng chế chiếc xe này, bà ấy bà ấy lấy trộm chiếc xe của chồng, chở theo hai người con trai đi lấy chính chiếc xe này, đi từ nhà về quê và lại về nhà với tổng quãng đường vào khoảng hơn 100 km. Để tức là nôm na người ta có tính khám phá ấy, thì người ta lấy xe của chồng người ta đi xong loanh quanh như thế, và trên cái quãng đường bà ấy đi ấy, ai nhìn vào chiếc xe này và nhìn vào gia đình đó thì cũng nghĩ uầy, phù thủy hay là phép thuật gì đó mà lại có thể ngồi trên một người phụ nữ cầm cái phần vô lăng ở kia điều khiển một chiếc xe không có cái sự bổ trợ, không có sự kéo của một cái con vật gì cả. Như ở thời điểm đó người ta nhìn vào chiếc xe này nó giống như kiểu bây giờ anh em mình nhìn vào kiểu tàu vũ trụ ấy. Có khi bây giờ mình nhìn vào tàu vũ trụ mình còn thấy nó đơn giản, chứ ở thời điểm đó mà nhìn vào một cái phương tiện chạy không có ngựa kéo, không có bò kéo các thứ, nó là một cái gì đó nó rất là kinh khủng. Thì thời điểm đấy khi bà chạy qua nơi nào thì nơi đó cũng coi như kiểu một cái phép thuật. Đấy là theo mình tìm hiểu vào lịch sử là như thế. Và trên suốt cái quãng đường bà đi tất nhiên là sẽ có rất là nhiều những cái trục trặc xảy ra, nhưng mà rồi cuối cùng bà vẫn quay trở lại tổng cái hành trình vào khoảng hơn 100 km một cách an toàn với chiếc xe này. Và ở cái khu vực đằng sau này thì mọi người cũng có thể thấy được là chúng ta có cái kết cấu nó đơn giản như thế nào. Tất nhiên là đơn giản này là khi mình đang nói ở năm 2023, còn quay trở lại cách đây vào khoảng cỡ chắc 150 năm trước, ở khoảng 150 năm trước, năm 1886 ấy, thì đây lại là một cái kết cấu vô cùng phức tạp. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ có việc đổi nhiên liệu vào động cơ này, và từ động cơ nó sẽ dẫn động qua phần dây crua này tới bánh đà ở phía trong này. Đó, rất đơn giản nhé, bây giờ nhìn rất đơn giản này. Dẫn động dây crua này vào phần bánh đà phía trong này, và cái phần bánh đà này nó truyền lực tới bánh xe thông qua phần xích này. Đó, nó không hề phức tạp, nó không hề cầu kỳ gì cả. Nhưng mà xin thưa với các bạn là đấy là mình lại phải nói chuyện lại là thời điểm này chúng ta nói chuyện là năm 2023, còn năm 1886 ấy
thì nhìn vào đây người ta cũng chắc cũng không hiểu cái gì đâu. Thật sự nhìn kể như anh em mình mà quay trở lại lịch sử có mấy thời gian các thứ mà quay trở lại năm 1886 thì chắc nhìn thế này hoa hết cả mắt luôn, không hiểu cái gì luôn. Còn bây giờ thì nhìn mọi thứ nó thành đơn giản, từ động cơ này dẫn động dấy đến bánh đà thông qua dây loa các thứ đấy, xong thông qua cái dây xích này để nó truyền năng lượng, truyền cái phần động năng xuống bánh xe. Động cơ nhá thì là động cơ 4 thì hình như là hơn 9 đâu, bao nhiêu phân khối nhỉ? Con này nếu mà quy đổi mình không nhớ, nãy mình đọc tài liệu khoảng động cơ 4 thì, nhưng mà quy đổi ra mã lực nó yếu lắm. Tốc độ tối đa của chiếc xe này nó chỉ rơi vào khoảng cỡ 15 km/h, tức là nhanh hơn anh em đi bộ nhưng mà chậm hơn anh em mình đi xe đạp. Nhưng mà ở thời điểm đấy thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần ngồi lên đây thôi, các bạn điều khiển đây thôi, nó đã là một cái sự kỳ tích, nó là một cái thật sự là như kiểu vũ trụ đi về ấy, kiểu như thế. Và ở trên này thì các bạn cũng có thể thấy được là chúng ta sẽ có cái hệ thống cơ cấu lái cũng cực kỳ đơn giản khi nhìn ở năm 2023. Đó, này các bạn nhìn nhá. Xoay từ chiều trái sang phải hoặc phải sang trái này, xoay này, và từ đó nó kéo xuống dưới này, và chúng ta sẽ có cái phần các cái bánh răng ở đây. Dụ nhá, mình đánh sang bên trái của mình này thì cái bánh răng nó xoay sang trái và nó kéo theo cái trục này, cái thanh này, nó sẽ đẩy cái bánh xe sang bên trái. Tức là cái kết cấu về cơ cấu hệ thống lái ấy, thì cực kỳ đơn giản. Cực đơn giản, đấy là về hệ thống lái. Còn đây là phanh này. Đấy nhá, các bạn cứ nói là phanh tay này kia đây, phanh tay đây. Phanh tay này còn hơn cả phanh tay của xe đầu kéo, các thứ xe container, nó còn đẹp hơn là nhiều. Này, phanh thứ hoành tráng. Đấy, người phụ nữ cầm ngồi trên này, song tay cầm phanh, cực kỳ chắc chắn, cực kỳ lạ luôn. Và cái chỗ này thì anh em mình sẽ có cái phần ghế. Tất nhiên là cái phiên bản, cái chiếc xe mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây ấy, là một chiếc xe nó được phục dựng, chứ nó không phải là chiếc xe zin, cái xe ngày xưa đâu, xe từ năm 1886 đâu. Xe này được Mercedes-Benz họ phục dựng năm 2002 để với mục đích là trưng bày các thứ ấy. Ở dưới này thì anh em mình có gỗ này, ngày xưa toàn các cụ toàn chơi gỗ tự nhiên hết rồi. Đấy, bước lên thì dẫm vào đây, xin phép các bạn thì mình không lên đây vì là để xe trưng bày, mình phải tôn trọng người ta. Đấy, dẫm vào trên này xong mình lên trên mình ngồi đó. Tức là nhìn lại thời gian ấy thì lại phải nói lại với các bạn là từ những năm 1886 mà nhìn cái sản phẩm này nó kinh dị vô cùng, nó kinh khủng vô cùng. Nhưng năm nay 2023 thì thấy mọi thứ nó đơn giản thôi. Một cái biểu tượng, thực sự đây là một cái biểu tượng của nền công nghiệp ô tô thế giới. Và Mercedes-Benz, nếu các bạn chưa biết thì đó, họ cũng là cái thương hiệu đầu tiên sáng chế ra chiếc xe ô tô đầu tiên, thương mại đầu tiên dành cho đại chúng. Và đây chính là cái nguyên mẫu của nó. Sau này, sau khi chiếc xe này được bán ra một thời gian, khoảng vài năm, thì ông Carpen, ông ấy cũng sáng chế ra một cái chiếc xe đúng chuẩn là 4 bánh nhé. 4 bánh, ô tô 4 bánh đầu tiên. Chiếc Levo, nếu mình nhớ không nhầm, được bán ra. Bắt đầu mới là gọi là khai sinh ra ô tô đấy. Còn ngày xưa là như thế này, đói lắm đấy mọi người. Nó là một cái sản phẩm cực kỳ đáng để chúng ta dành thời gian và nói về nó cực kỳ nhiều chi tiết đây. Ví dụ đây, ở Mẹc họ có trình bày cái phần tóm tắt sơ lược của cái lịch sử ra đời của chiếc xe đây. Ví dụ các bạn, Betha Ben, vợ của ông Carpen, ủng hộ và đã chia sẻ hoạt động tiên phong của chồng. Bà ấy lấy chiếc xe của chồng chở hai người con về quê và vòng lại hơn 100 km. Kinh khủng. Thôi bây giờ mời anh em ngắm nghía lại một lần nữa vòng quanh chiếc xe này để thấy được là các cụ gọi là những tiền bối họ đã như thế nào để có thể sáng tạo ra một cái sản phẩm đỉnh cao như thế này.